Biểu dương phương pháp làm việc khoa học, sáng suốt, công minh của các huấn luyện viên và trọng tài đã tạo nên ngày hội thể thao sôi động của tuổi trẻ học đường. Lễ trao thưởng dành đến cho 10 đơn vị miền núi đã đạt được thành tích xuất sắc tại hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 9 năm 2016. Chúng ta đang cùng chứng kiến phần trao thưởng dành đến với 20 đơn vị đạt thành tích khá, xếp hạng từ 11 đến 30. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho 20 đơn vị đạt thành tích. Chúc mừng 10 đơn vị xếp hạng từ 1 đến 10. Để cùng chúc mừng các đoàn vận động viên xuất sắc xếp hạng từ 1 đến 10 trong điểm đầu khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 9. Mặc dù trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nóng bức của mùa hè miền Trung, nhưng chúng ta vui mừng được chứng kiến sự thi đấu sôi nổi, hấp dẫn ở nhiều môn thi với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng của các em học sinh. Chắc chúng ta ai cũng biết, ngay từ năm 1910, Hồ Chí Minh, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã luôn nhắc nhở học sinh, cái quý nhất của con người là sức khỏe. Các em chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu nhất của con người. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng trong nhà trường và toàn xã hội, góp phần đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về tâm hồn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.